Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Theo tờ Politico của Mỹ, lần gần đây nhất Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xuất hiện trước công chúng là khi đi bỏ phiếu tại thị trấn ven biển Le Touquet hôm 30 tháng 6. Vốn đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội và các kênh tin tức, nhưng kể từ đó, ông Macron đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Ngoại trừ các sự kiện quốc tế đã lên kế hoạch, Tổng thống Pháp rất ít xuất hiện trong gần 2 tuần. Ngày 30 tháng 6, thay vì nhà lãnh đạo Pháp xuất hiện trên truyền hình để trấn an dư luận sau thất bại bất ngờ của Đảng Phục Hưng do ông Macron lãnh đạo ở vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội, Điện Élysée đã ra một tuyên bố ngắn của Tổng thống kêu gọi đoàn kết. Lần đầu tiên, liên minh trung dung của Tổng thống Macron vốn đã bị tổn thương sau thất bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng 6 vừa qua, đã phải tiến hành một cuộc đối đầu tuyệt vọng mà không có người lãnh đạo. Và thực tế là các đồng minh của Tổng thống Macron không muốn ông tham gia chiến dịch tranh cử, thậm chí hình ảnh của Tổng thống Macron còn bị xóa khỏi các áp phích vận động tranh cử. Theo Politico, đối với vị Tổng thống 46 tuổi táo bạo, hay nói và luôn thu hút sự chú ý, đưa ra những ý tưởng mới, phá vỡ hiện trạng, thì thực tế mới này không hề dễ chịu. Nhưng ông Macron đã buộc phải lùi vào sau hậu trường và đang chuẩn bị cho các bước tiếp theo của mình. Lãnh đạo nước Pháp sau những gì được dự báo là một thất bại nặng nề vào ngày 7 tháng 7 sắp tới. Tổng thống Pháp có thể phải tham gia vào một chính phủ liên minh với Đảng Tập hợp Quốc gia của bà Marine Le Pen, đảng được dự đoán sẽ nắm quyền kiểm soát nhóm lớn nhất trong Quốc hội. Trong những ngày qua, Tổng thống Macron đã bận rộn củng cố ảnh hưởng của mình, bổ nhiệm một số quan chức cấp cao tại Pháp và bổ nhiệm các đồng minh nắm giữ những chức vụ quan trọng, khiến bà Le Pen cáo buộc ông đang tiến hành một cuộc đảo chính hành chính. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, người phát ngôn của chính phủ Pháp đã công bố những bổ nhiệm mới trong lực lượng cảnh sát và an ninh sau cuộc họp nội các hàng tuần. Hàng chục sĩ quan quân sự cấp cao cũng đã được bổ nhiệm trong các quân binh chủng như lục quân, hải quân và không quân. Nhiều cuộc bổ nhiệm khác đã được lên kế hoạch, nhưng trước sự phản đối ngày càng tăng về việc cải tổ bộ máy hành chính, Tổng thống Macron đã buộc phải thu hẹp kế hoạch của mình. Theo một số quan chức Pháp, ở trong điện Élysée, Tổng thống Macron cũng đang tính đến những kịch bản tiếp theo, bao gồm một chiến thắng vang dội cho phe cực hữu, một quốc hội treo với Đảng Tập hợp Quốc gia là nhóm lớn nhất, và một liên minh không bao gồm phe cực hữu. Một số đồng minh của ông Macron đã đưa ra khả năng xây dựng một liên minh lỏng lẻo, tương tự như những gì các đảng ở Tây Ban Nha hoặc Đức đã làm. Có lẽ đây là cơ hội để thay đổi cách chúng ta quản lý, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu trên đài phát thanh, đồng thời nói thêm rằng một quốc hội đa đảng phái có thể xuất hiện sau cuộc bầu cử với nhiều nhóm chính trị từ cánh hữu, cánh tả và trung dung có thể cùng nhau làm việc. Nhưng liên minh như vậy phụ thuộc vào kết quả bầu cử ngày 7 tháng 7 và chỉ có thể thành công nếu ông Macron đồng ý hợp tác với phe cực tả hoặc nếu Đảng Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Cộng sản đồng ý cắt đứt quan hệ với đối tác liên minh của họ là Đảng Nước Pháp Bất Khuất. Cả hai triển vọng đều có vẻ rất xa vời. Ngày 7 tháng 7 tới, người dân Pháp sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2. Tuy nhiên, trước khi cuộc bầu cử vòng 2 vào Quốc hội Pháp diễn ra, hơn 200 ứng cử viên từ phe trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron và Liên minh cánh tả đã rút lui. Để tránh chia nhỏ phiếu bầu, họ đã gạt bỏ những khác biệt của mình sang một bên với mục tiêu duy nhất là không để phe cực hữu gom được 289 ghế cần thiết để giành đa số tại Quốc hội Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9 tháng 6 khi tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp sớm đã nhấn mạnh sự trỗi dậy của những người theo chủ nghĩa dân tộc và dân túy là mối nguy hiểm cho đất nước cũng như cho châu Âu, cho vị trí của Pháp ở châu Âu và trên thế giới. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 1 của cuộc bầu cử quốc hội Pháp diễn ra ngày 30 tháng 6 cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu đã giành ưu thế lớn để chuẩn bị cho vòng 2. Theo Bộ Nội vụ Pháp, Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu thu về 33% phiếu bầu trong vòng đầu tiên bầu cử quốc hội. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới về thứ hai với 28%. Và Liên minh Trung sức vì nền Cộng hòa, Tổng thống Emmanuel Macron giành được 20%. Sau cuộc bầu cử vòng đầu tiên, hơn 300 ghế đã chuyển sang cuộc đua ba bên.
chỉ những ứng cử viên giành được ít nhất 12,5% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên mới có thể lọt vào vòng 2. Đến ngày 2 tháng 7, khi thời hạn rút lui kết thúc, chỉ còn lại chưa đến 100 ứng cử viên. Sau khi các ứng cử viên trung dung và cánh tả đã rút lui một cách có chủ đích. Theo nhà phân tích Anthony Berrettini, chiến thuật này nhằm ngăn cản một số ứng cử viên Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu giành chiến thắng. Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới cam kết rút tất cả các ứng cử viên đứng ở vị trí thứ ba trong vòng đầu tiên, ví dụ như một nhân vật đủ điều kiện của Liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới là Letitia Moček đã bước sang một bên để trao cho Bộ trưởng Nội vụ cánh hữu Gerard Zamanin cơ hội tốt hơn để đánh bại đối thủ Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu tại một khu vực bầu cử ở phía Bắc. Liên minh Trung sức vì nền Cộng hòa của Tổng thống Macron cũng kêu gọi những người ủng hộ họ ngăn cản phe Cực hữu lên nắm quyền. Phóng viên Natasha Butler của Al Jazeera nói rằng các ứng cử viên bỏ cuộc thường là những người trong cuộc đua ba bên mà ứng cử viên Cực hữu dường như đang dẫn đầu. Bà Butler phân tích, điều đó có nghĩa là ở một số khu vực bầu cử nơi đã diễn ra cuộc đua ba bên, thực tế sẽ chỉ có một cuộc chạy đua hai bên giữa ứng cử viên Cực hữu và bất kỳ ai ở lại cuộc đua. Cho dù đó là ứng cử viên trung dung hay một ứng cử viên của Liên minh cánh tả. Tác động mà điều này thực sự sẽ gây ra vào ngày 7 tháng 7 khi cử tri quay lại bỏ phiếu là không thể đoán trước được. Bà Le Pen ngày 2 tháng 7 cho biết, Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu sẽ tìm cách thành lập chính phủ, ngay cả khi không đạt được đa số tuyệt đối 289 ghế trong Quốc hội, 577 ghế. Bà Le Pen cho biết bà sẽ bổ nhiệm Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella, 28 tuổi, làm Thủ tướng. Nếu Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu giành được đa số phiếu, điều này có thể mở ra một thời kỳ chung sống không thoải mái giữa một thủ tướng cực hữu phụ trách chương trình nghị sự trong nước và một tổng thống theo chủ nghĩa tự do giám sát các vấn đề đối ngoại. Cùng ngày 2 tháng 7, Tổng thống Macron trong một cuộc họp kín của các bộ trưởng tại Điện Elysee phát biểu rằng ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu nắm quyền. Ông Macron cho biết, điều đó sẽ liên quan đến việc hỗ trợ các thành viên của Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất nếu cần thiết, bất chấp một số phản đối từ các thành viên trong đảng của ông. Thành viên Đảng Cực tả nước Pháp bất khuất François Goupil cùng ngày nói rằng có thống nhất trong mục tiêu không để Đảng Tập hợp Quốc gia Cực hữu chiếm đa số tuyệt đối. Một số nhà phân tích cho rằng kết quả có thể xảy ra sau vòng 2 bầu cử là quốc hội treo, dẫn tới tình trạng tê liệt chính trị trong nhiều tháng, vào thời điểm Pháp đang chuẩn bị đăng cai Olympic 2024. Sau khi chịu lép vế về trước phe cực hữu trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào hôm 30 tháng 6, Tổng thống Emmanuel Macron giờ đây buộc phải nỗ lực hết sức mình để ngăn chặn đối thủ lên nắm quyền. Theo đó, Bộ Nội vụ Pháp cho biết 65 ứng cử viên đắc cử ngay từ vòng 1 do có số phiếu hơn 50%. Trong đó, 38 ứng cử viên của phe cực hữu, 21 người thuộc Liên minh cánh tả và chỉ có 2 người thuộc Liên minh đảng cầm quyền của ông Macron. Trong số 1.122 ứng cử viên lọt vào vòng 2, có 395 ứng cử viên thuộc phe cánh hữu, 341 ứng cử viên thuộc phe Liên minh cánh tả, 260 ứng cử viên thuộc Liên minh cầm quyền và 57 ứng cử viên thuộc đảng cánh hữu những người Cộng hòa. Kết quả tại một vòng của cuộc bầu cử quốc hội cho thấy, đảng trung dung của ông Macron đang thất thế trước phe cực hữu. Nhiều ứng cử viên thuộc đảng này đã bị loại tại các khu vực bầu cử. Số lượng các thành viên thuộc đảng trung dung tại quốc hội có thể sẽ giảm từ 250 xuống còn dưới 100 người. Nếu không có gì thay đổi, phe cực hữu với nòng cốt là đảng Mặt trận Quốc gia của bà Marine Le Pen nhiều khả năng sẽ lên nắm quyền tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu. Khi đó, phương Tây sẽ cảm thấy lo ngại do các chính trị gia thuộc phe này không có quan điểm tích cực đối với việc ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, cũng như bày tỏ ý định mong muốn đưa Pháp rời khỏi NATO. Một số chuyên gia cho biết chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này sẽ tạo ra tiền đề vững chắc cho bà Marine Le Pen trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm 2027 tới đây. Theo phân tích từ Viện Thăm dò IPSOS, việc đảng của bà Le Pen đã giành được 33,2% phiếu bầu trong vòng đầu tiên, có nghĩa là phe cực hữu có thể giành được từ 230 đến 280 ghế trong quốc hội. Trước những ưu thế vượt trội của bà Le Pen, Tổng thống Macron cùng với các đảng khác đang tìm cách ngăn chặn sự ra đời của một chính phủ cực hữu ngay bên trong quốc hội thành viên NATO. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu họ có chấp nhận bỏ qua sự khác biệt và cùng nhau đoàn kết để đánh bại phe cực hữu,
Sau khi những kết quả ban đầu được đưa ra, hàng nghìn công nhân Pháp đã tụ tập tại Place de la République ở Paris để phản đối phe cực hữu. Cuộc bầu cử quốc hội bao gồm hai vòng, trong đó hai ứng cử viên nhận được nhiều phiếu nhất ở vòng 1 sẽ đi tiếp vào vòng 2. Trong cuộc bầu cử quan trọng này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thường rất cao, với ước tính có khoảng 315 khu vực bầu cử. Vào tối Chủ nhật, các đồng minh của Macron đang nỗ lực tìm các giải pháp cải thiện tình hình hiện tại. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!